Chiều nay, Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh đã có buổi làm việc với đoàn công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Dũng chủ trì về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024. Năm 2024, quận Bình Thạnh tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh tiến độ thực hiện các chương trình, đề án thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận, đẩy mạnh thực hiện hiệu quả cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố, trong đó đẩy mạnh chuyển đổi số, tập trung giải ngân vốn đầu tư công. Về đề xuất kiến nghị, quận đã nêu ra 17 kiến nghị với hơn 30 vấn đề cần tháo gỡ thuộc các lĩnh vực quản lý tài chính, quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, giao thông và giáo dục. Trọng tâm như dự án mở rộng trường tiểu học Tầm Vu, dự án nạo vét cải tạo môi trường rạch Xuyên Tâm, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở khu vực đường sắt đi qua, cấp giấy chứng nhận các dự án nhà ở. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Dũng đánh giá cao nỗ lực của quận Bình Thạnh, yêu cầu quận phối hợp với các sở ngành khẩn trương rà soát các vấn đề trình Ủy ban Nhân dân thành phố sớm giải quyết, tháo gỡ. Với những dự án tiến độ còn chậm, nhất quyết không để tồn tại tiếp tục kéo dài.